Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Khoảng 7 đến 10 ngày qua thì Sài Gòn nắng quá gắt. Hiện giờ đang là 8 giờ nhưng mà mặt trời hơi bị chói chang. Thì hôm thứ tư 2 tháng 9 thì mình đi đá banh với mấy đứa bên hội Công giáo. Thì cũng nắng như thế này, đứa nào cũng thở lẻ lưỡi như chó dại. Nếu có cái đuôi nữa cụp xuống thì giống chó dại thiệt luôn. Thì một đứa nó hỏi anh Hồ có biết cái nắng này á, mới 8 giờ mà gắt như thế này thì người ta gọi là gì không? Thì trong bàn không ai biết gì cả. Thì chú đó quê Tiền Giang giải thích là cái hạn này gọi là hạn ba chăng. Nghĩa là mới sáng sớm trời đã nắng gay gắt và oi bức cho đến tối. Nhưng mà tối thì lại là mưa. Thì quả nhiên là những hôm nay là đúng là hạn ba chăng. Thì giữa cái hạn ba chăng đó thì mình đã bỏ ra 5 buổi sáng, từ sáng cho đến 1 giờ rưỡi chiều để dâm cây, tay đèn thui. Và trên bàn tay mình là một cái găng tay mới mua. Sau một năm làm YouTuber thì mình đã tậu được nguyên một đôi găng tay luôn. Hôm nay mình sẽ bóc đất vô cây để đưa những cái cây lá cách ra tiệm mình thích trồng cây 434 Phan Huy Ích để tặng mọi người. Gồm có lá cách nè, cái trang tím trổ bông đẹp lắm, dưới cây xương sâm, cây lá cẩm, cây tiêu lốt, cải rổ, rồi cái gì nữa quên tên. Đây là những cây lá cách mà do mình dâm trong ly nhưng mà không đủ ly, cho nên cứ dâm đại ra đây. Cái khay này cứ cắm san sát nhau như thế này. Và hiện nay đã coi như là đâm chồi nảy lọc rồi đó. Còn đây là trong ly mình mới sinh ở cơ quan, mới đâm lỗ. Ly này cơ quan mới ăn tiệc, nấu chè, xin về để trồng cây. Thì đây là những cái ly dâm cây lá cách của mình. Cái lá cách thì để ăn với bánh xèo, hoặc là ăn sống, hoặc là dùng để bằm ra, xào với lươn, ếch, rắn, thịt bò. Nói chung là cái mùi hăng hăng của nó, mùi thơm hăng của nó là lấn át cái mùi thịt, mùi tanh. Đây là mình dâm 35 chậu, 35 ly. Là cái ly mì Hảo Hảo á. Con mình nó ăn xong thì để ly đó cho mình. Thì ở đây là nó sống được 31 cây. Chết hết 3 cây, không biết là do để ở cái vị trí bất lợi hay sao mà nó chết. Còn những cái chỗ dâm khác á, những cái vị trí khác á thì dâm bao nhiêu sống bấy nhiêu. Tuy nhiên mà 35 cây mà chết có 4 cây thì tỷ lệ sống cũng được 89%. Có những cây mà bạn nghĩ là nó không sống nhưng mà nó đang sống nha. Ví dụ nha, ví dụ cái ly này đi, mình nhìn kỹ mới thấy cái mắt lá nó lên. Còn nếu mà nhìn vậy thì tưởng nó chết rồi, không thấy gì hết đó. Nhưng mà nhìn bên hông thì cái chồi nó đang lên. Cây này cũng vậy nè, nhìn vậy tưởng nó chỉ còn một cái cọng vậy thôi, nhưng mà quay kỹ thì đó, chồi đâm lên đó. Thế mà cái sau 1 tuần đến 10 ngày mà cái nhánh vẫn còn xanh, không bị khô, là coi như trước sau cái mầm ngủ cũng sẽ bật lên. Còn như những cây này thì quá tốt rồi. Hai cái nách lá hai bên là ra hai nhánh. Đây cũng vậy. Thì kỹ thuật dâm thì nếu biết thì tỷ lệ sống luôn luôn cao. Đó là mình đừng có ham mà chừa cái nhánh dài, mà mình chỉ chừa một mặt lá nhô lên thôi.
tức là cái cây nó chỉa hai bên hai cái lá như thế này, thì mình cắt làm sao để chừa nó hai cái mắt lá này nhô lên thôi, thì ở giữa nó sẽ có những cái mầm ngủ nó bật lên như thế này. Chứ còn mà các bạn chừa dài á, nó nuôi nhiều cái mắt quá, khi chưa có rễ mà phải nuôi nhiều mắt thì nó chết, giống như một bà mẹ tiều tụy mà một nách nuôi nhiều con thì những đứa con sẽ không thể bù bẩm bằng là một người mẹ chỉ nuôi một hai đến hai con. Đây là đây là chỉ một mắt lá mà nhô lên hai đứa con này, nghĩa là mình chỉ chừa nhô lên nhiêu đây thôi, chứ đừng có chừa dài lên một khúc nữa là nhiều mắt lá. Một mắt lá thì dễ sống hơn là nhiều mắt lá. Vậy nha các bạn, đối với cây cẩm, cây tiêu lốt cũng vậy, cây trang tím cũng vậy, cũng chỉ có một nguyên tắc đó thôi. Còn nguyên tắc bao trùm là miễn làm sao mà khiến cho nhánh tiếp xúc với đất là được. Cho nên cái nguyên tắc đó áp dụng cả với cây xương sâm, nghĩa là mình quấn dây và mình nhét vòng dây đó vào cái ly đã có sẵn một ít đất, và sau đó mình lại nhét đất lên bên trên, mình ém xuống đè chặt xuống để cố định cái dây. Như vậy bên dưới dây lẫn bên trên dây đều có đất, thì nó sẽ kích thích cái rễ nó mọc ra. Đây là những cây xương sâm nha các bạn. Thì xương sâm mình đã quấn dòng dây và kiểm tra rễ nha. Rễ tua ra ly. Nếu chồi mà đâm lên mà chưa có rễ thì có thể sống hoặc chết, nhưng rễ đã ra thì chắc chắn chồi sẽ đâm lên, bởi vì nó có cái thứ nuôi nó, vận chuyển dinh dưỡng lên nuôi nó. Cho nên khẳng định cây này là sống. Đây cũng vậy này, bộ rễ này. Thì ở các cái mắt lá nó sẽ đâm chồi lên. Rồi bỏ vô bịch ni lông. Đây cũng rễ. Thậm chí còn xỉa ra ngoài cái lỗ. Đây là sống 100%. Rễ trắng xóa thấy mà ghê. Ngon đó. Rồi sau đó ta kiểm tra các em lá cẩm. Hôm qua là chở đi một mớ rồi, hôm nay là gom mấy cái này luôn, chở ra đó 434 Phan Huy Ích. Mọi người cứ đến hỏi nhân viên rồi lấy thôi ha. Đây là những cây trang tím. Khi mà nó ra bông á, thì từng chùm màu tím rất đẹp, tuyệt phẩm luôn. Thì do không có ly sẵn nên mình dâm đài vô đây, cắm bẫy vô đây, cắm bẫy nhưng mà lên là mầm, không có chết cây nào cả, 100% sống 100%. Bây giờ mình sẽ bấn từng cây vô ly này và chở ra ngoài 434 Phan Huy Ích. Chào các bạn, đây là những cái cây mà trên thị trường nếu các bạn đi các tiệm kiểng mua, có thể các bạn chạy 10 tiệm may ra có một tiệm có. Nó hiếm lắm. Đây là cây trang tím nha, nở bông chùm rất đẹp ha. Đây là cây tiêu lốt, cái trái của nó là vị tiêu, tức là cái cây lá, mùi thì là mùi lá lốt, thơm lắm. Thì dùng để ăn sống, tại vì nó cay đầm chứ không có cay gắt như là ớt. Hoặc là dùng để kho cá. Đây là cây cải rổ. Hôm qua thì mình chở ra 10 cây thì đều là cây nhỏ hết, nhỏ chút xíu, còn những cây là cây to rồi, trồng được 2-3 tháng rồi nó mới lên được như đây. Cái này rất chậm lớn nhưng mà sống được trên 2 năm, cứ bứt lá mà ăn thôi. Đây trang tím, đây tiêu lốt, đây cải rổ ha.
Thì cùng với mấy trăm cây để cho tặng thì đây là những cây bán để hương thảo, cứ mỗi chậu như vậy là 3 cây, mặc dù chưa to nhưng mà sức sống nó tốt, nó là thật, không có kích bằng phân ure hay là thuốc kích rễ gì cả, cứ tự nhiên thêm mà lên. Đất thì đất thoát nước nhanh nên mưa bao nhiêu cũng không lo. Cái gì bán, cái gì tặng, lá cách, lá cẩm, trang tím, xương sâm, tiêu lốt là cho, còn hương thảo là bán. Cho bán loạn xả luôn. Mỗi cây 20, 3 cây 60 trồng chung một chậu. Nhắc lại là nó không cao to, không kẻ nhánh nhiều, nhưng mà nó là thực, bền, sống bền vậy thôi. Nó trải qua một cái đợt hạn ba chằng 10 ngày và có bỏ tưới 1 ngày và chết hết 1 mớ. Nhưng mà những cây này là kiểu như sức sống, sức chống chịu tốt quá nên mới còn, chứ không cũng không còn. Nhiều khi cây nó không chết nhưng mà nó không còn. Rồi, chào các bạn. Như vậy là mình đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để sửa soạn 3 cái thứ này. Những cây dâm được mang tặng các bạn ở số 434 Phan Huy Ích, phường 12 Gò Dấp. Cũng có đây là lá cẩm nè, và xương sâm nè, đây là lá cách nè, đây là cải rổ nè, trang tím và tiêu lốt. Đây là 6 món tặng. Còn bên đây là hương thảo để bán, mỗi cây 20 ngàn, chậu 3 cây 60 ngàn. Đó, như vậy tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bịch ni lông này mình sẽ gom hết, bỏ lên chiếc nửa chiếc xe 4 bánh của mình. Nửa chiếc 4 bánh tức là nguyên 1 chiếc 2 bánh. Vậy nha, các bạn cần có nhu cầu về trồng cây, những loại cây này thì cứ đến 434 Phan Huy Ích lấy về miễn phí. Trong khi lấy về, các bạn thấy những cây nào đẹp thì có thể lựa mua, mà không mua cũng không sao cả. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau nhé.